Kính thưa quý vị, hàng trăm ngàn người Yemen xuống đường đòi truy tố cựu Tổng thống Saleh tin từ Sana'a. Hàng trăm ngàn người Yemen đã xuống đường tại thủ đô Sana'a đòi phải có hành động đối với Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh. Cuộc biểu tình đã được tổ chức trong lúc 39 nước đang tham dự hội nghị Yemen tại thủ đô London để thảo luận cách chi tiêu tốt nhất của số tiền 7.8 tỷ Mỹ Kim đã hứa hẹn giúp đỡ cho Yemen trong năm ngoái. Một người biểu tình nói rằng thay vì đòi hỏi các nước giúp đỡ, Yemen phải lấy lại số tiền ông Saleh và gia đình đã biển thủ trong thời gian cầm quyền 33 năm. Một phụ nữ nói dân chúng xuống đường đòi xét xử ông Saleh. Dân chúng Yemen đã thường xuyên xuống đường chống Hoa Kỳ và Saudi đã ủng hộ hiệp ước chuyển quyền. Theo đó, ông Saleh phải từ chức ra đi để đổi lại sẽ được miễn tố.